với lại cái video vậy là thay màn hình iMac 21 inch 2015 nha mọi người. Nói chung là iMac 21 inch là từ 2012 tới 2015 thì cách thay là như nhau, đi nhau hết cho mọi người nha. Đây là con 2015 màn hình 2K hay là 4K thì đặc dụng cách thay đi cao hết, quy trình đi cao hết. Mình sẽ cho các bạn xem để quy trình thay cái màn hình này. Ở đây là chúng ta có một cái thể này, một cái thể này không. Có máy á, nhưng mà chờ anh xíu anh dựng lên mấy một đống còn gấp quá hả? Anh đang quay cái video, anh cầm cái dọn thay cái màn hình này nè. Chúng ta mới thấy được người anh chứ. Bị che rồi. Đây nha mọi người, mọi người thấy hết rồi, quy trình làm sáu rồi cái màn hình iMac 21 inch đó, 2012 tới 2015, bạn nào thấy cái này chắc tự làm được luôn quá. Nhưng mình cũng không khuyến cáo các bạn ở nhà tự tháo luôn nha, tự tháo này là bởi đó. Bự vậy là con nhỏ. Mình lấy anh kia cho mổ ngay chỗ đó, anh lấy qua nó mình. Đây cho mọi người, cũng giống như 25 cũng như 27 inch vậy đó. Mình cũng bằng là video thì 27 inch 21 thì mình luôn mất. Đây nè, cái này là một đao, cái này nữa là xong rồi, xong đây nha, màn hình nó đây iMac 21 inch 2012 đến 2015 màn hình 2K hoặc 4K, quy trình thay như nhau. Mình quay sơ cho các bạn coi cái cấu trúc bên trong của con iMac 21 inch 2015 nha mọi người. Nó gồm lo bên trái, lo bên phải nè, một cái tải nhiệt chính giữa. Cái máy này nó xài ổ cứng Samsung SSD rồi nè. Đây Samsung SSD. Đây cái máy này Samsung SSD. Cấu trúc nó là cái bo mạch ở trên đây. Bo mạch đây. Bo mạch chủ nè. Ở dưới đây là bo nguồn. Phía dưới đó, cái bo này là bo dài dài là bo nguồn. Thì đối với dòng này nó bo nguồn này nó tỷ lệ hư cũng cao lắm. Một số trường hợp mất nguồn thì chuẩn đoán là trên 50% là nguyên nhân là do lỗi cái bo nguồn này. Còn đây là cái ổ cứng Samsung này là nâng cấp, tức là cái giải pháp tối ưu đối với con iMac 21 inch cũng như 27 inch là mình nâng cấp SSD để nó chạy nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu làm việc. Còn cái quạt này thì chưa bao giờ thấy hư. Hai mọi người, đây main board đây. Đó, lò, đây mình quay cơ bản qua cho mọi người xem về cấu trúc bên trong.
của chiếc iMac 21 inch 2012, 2013, 2014, 2015. Đây là cái màn hình mình chuẩn bị thay nè mọi người, cho iMac 21 inch 2015 này, màn hình 2K. Thì đây là cái cổng cáp màn hình bỏ từ màn hình cũ qua. Mình lưu ý đối với các bạn khi mà thay màn hình á, nếu mà ai không biết mà không có gắn sợi dây này là sợi dây cảm biến nè. 10 người rồi, những người nào mà không biết gắn cái này tự động quẹt nó kêu rất là to. Gắn cái này nó mới có cảm biến sensor thì nó mới quẹt nó không kêu. Lưu ý chỗ này nhiều người không biết đâu. Nhiều người ở đầu không biết thay màn hình qua không gắn dây, nghĩ là dây này nó có tác dụng gì. Nhưng mà cái này nó làm quẹt nó kêu to nhỏ là đây. Hồi trước hình như em có bị lòn chứ ta. Ở đây cái lưu ý sợi dây này ha mọi người ha. Đây nha mọi người, cái bước cuối cùng là mình sẽ đặt cái màn hình vô nè. Cúng thò tay cho mình dịch nhờ mình phút một xíu thôi. Đó, đặt cái màn hình này vô. Sau đó mình sẽ gắn ở đây, các bạn thấy nè, có hai cổng cáp nè. Đó là chúng ta sẽ hoàn thành cái quy trình thay màn hình iMac 21 inch 2K. 2K 4K như nhau nha, 2012 tới 2015. Đó, mọi người thấy là kỹ thuật viên đang gắn cái cáp. Gắn nó có hai cái cọng cáp. Sẽ gắn hai cọng cáp đó và canh bước tiếp theo là sẽ canh trái canh phải. Canh hai mép bên trái phải nó đều. Phải có yếu tố thẩm mỹ nữa nha mọi người. Hai bên nó đều hết xong bắt đầu là bật nguồn. Bật nguồn xong test màn hình full chức năng. Full chức năng sau đó lột keo. Đó nó cũng theo quy trình đó. Đây là cái giai đoạn cuối của quá trình mà thay màn hình iMac 21 inch 2012 đến 2015. Đây mọi người xem ha, bật nguồn rồi nè, lên rồi nè. Đó lên táo rồi đó. Lên táo là cơ bản là vui rồi. Đó. Quay cho mọi người coi lên táo ha. Cái này là cái user chính giữa là không có lock. Giờ mình tháo keo mình đặt vô xong mình test. Vậy là ổn rồi ha mọi người ha. Màn hình này mình đã test cẩn thận trước khi thay rồi. Nên là hoàn toàn yên tâm. Cái video mà thay màn hình iMac 21 inch 2015 phiên bản 2K này tới đây là dừng nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nhớ subscribe, like. Sau khi đặt màn hình vô là mình sẽ test nào. Chúng ta sẽ chọn nền trắng để loại điểm chết đen. Đen để chọn loại điểm chết trắng. Nói chung là dựa theo cái bảng màu. Chúng ta sẽ test chuẩn hết, tức là ổn. Sau khi ổn là chúng ta sẽ lắp và hoàn thành, giao cho khách hàng.